Ngày 30 tháng 6, lực lượng chức năng gồm Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường, Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân, các đơn vị chức năng thị xã Phú Mỹ kiểm tra đột xuất nhà máy sản xuất phân bón ông biển thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đại Nam tại ấp 4, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành tỉnh và thị xã Phú Mỹ không phát hiện nhà máy ông Biển thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đại Nam, xã Chất Thải, hoặc có dấu vết xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, đoàn ghi nhận nhà máy có 4 hố chứa nguồn nguyên liệu, trong đó có một hố trung chuyển, 3 hố chứa nguyên liệu mật mía và than bùn. Tất cả đều nằm ngoài phần diện tích 4,34 hecta được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho dự án nhà máy sản xuất phân bón ông biển. Tại thời điểm kiểm tra, một số khu vực của các hố chứa này có màu đen sủi bọt và bốc mùi hôi khó chịu. Trong tuần này, lực lượng chức năng sẽ làm việc với chủ doanh nghiệp nhằm đối chiếu hiện trạng với các điều kiện trong đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, đánh giá việc xây dựng các hố chứa, quy trình tiếp nhận nhiên liệu đầu vào và xử lý nguyên liệu. Trên cơ sở đó, đoàn sẽ xác định doanh nghiệp có vi phạm công tác bảo vệ môi trường xây dựng hay không để tham mưu, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường giải pháp xử lý. Được biết, nhà máy sản xuất phân bón ông Biển có công suất 45.000 tấn sản phẩm một năm nguyên liệu đầu vào là than bùn, bùn thải, vi sinh vật, vi lượng và axit humic. Tháng 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có văn bản cho phép công ty nhận thêm bùn sinh học từ nhà máy men thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn AB Mauri Việt Nam và nhà máy Cồn Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai để bổ sung một phần làm nguyên liệu đầu vào cho nhà máy xử lý chế biến chất thải lỏng sinh hoạt cho nhà máy sản xuất phân bón ông biển.